Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Sonic 2010 dọn siêu chất với những trang bị không bao giờ đổi thời. Cái con Sonic độ hôm nay chúng ta hãy khám phá khi em ấy sở hữu rất nhiều những món đồ chơi đắt tiền đến từ các hiệu đáng nổi tiếng trên thế giới. Bình tin chắc các bạn cảm thấy vô cùng hứng thú khi chúng ta tìm hiểu con xe hôm nay. Cái sự xuất hiện của cụm năng Rainbow AZ17 Costa đã giúp cho bằng hiệu năng bước thắng trên im dịu và kiểm soát phanh một cách tốt hơn. Hơn nữa, nó còn có nắm chỉnh với 3 chế độ NSA, giúp người chủ thay đổi theo từng nhu cầu ở vùng khác nhau. Dầu thắng, cái dàn chân trước được chứa bởi một cái ống dầu nhỏ gọn là Quattro, cực kỳ sắc sảo. Thay vì những cái cụm Domino hay da ca dưới hoặc là hai da trên, thì người chủ con Sonic độ này lại lựa chọn cho mình cái cụm da Domino, một chiếc da vô cùng gọn gàng. Đây chính là mẫu cụm thường xuyên trên những cái dòng xe cào cào, mức giá khoảng 1,5 triệu. Đủ cái không gian để gắn nó thì vẫn có dùng cái cụm đề Domino cho nhỏ nhắn, giúp cho cái cụm ga cũng hiệu có đủ cái chất sống trên cái phần kia đông này. Cái cụm con nguyên bản này được đổi thành cái cụm con Domino cấp em, một cái mẫu cụm được rất nhiều anh em chơi quan tâm và tin tưởng, mức giá cũng khoảng hơn dưới 3 cũ. Nhưng sở cho mình những tính năng như khe thoát gió, chỉnh cái độ xa gần, chống gãy vân. Dàn chân bánh cam đùm niềm của bản độ hôm nay cho nên vô cùng cứng cáp khi có sự hiện diện cái cặp niềm Excel màu đen bóng, đặc biệt ở chỗ đó chính là cái cặp đùm chân xe sản phẩm đến từ nước rượu vàng và hoàn toàn cắn như zin cho con Sonic không cần phải chế cháo. Cái chiếc đĩa đồ chơi đến từ anh chủ khi lựa chọn một cái sự tinh tế, một cái chiếc đĩa gắn như zin cho cái đùm này kết hợp với đĩa đồ chơi là con hẹp Rainbow lực lớn được cố định qua một phát nhôm CC, đã được tính toán sao cho vừa không bị cả vào chân cầm mà còn ăn hết được đĩa thắng. Chân chống chiếu xe bọc kim tiết được chế tác hoàn toàn bằng titan, độ sắc nét của nó làm cho bất kỳ cái dân trên nào cũng cảm thấy đau thần. Cái hiệu suất thắng dành chân sau được điều chỉnh bởi một cái chiếc bên đập Rainbow màu vàng đồng. Nếu muốn gắn vào xe thì bắt buộc cũng phải tiện CC một cái phép, rồi có thể gắn vào hoàn chỉnh mất khoảng 2 triệu. Nếu chú ý kỹ một chút thì anh em sẽ phát hiện một cái con heo dọc Rainbow lục lớn với cam màu sắc tương tự với trước, làm cho tổng thể dàn chân trở nên liền lạc hài hòa bao nhiêu hết. Là bỏ đi hoàn toàn một sim, hay vào đó là cây phục của SD Sport. Đó chính là hành động anh chủ đã không bao giờ là hối hận. Cái cây phục xịn sò này không những làm cho chiếc xe trở nên thể thao hơn với một bình dầu màu bạc mà còn đem đến hiệu năng nhúng là im ái đáng kinh ngạc. Chiếc xe dọn rất là nhẹ nhàng vậy thôi mà công nhận chiếc xe này đúng là tinh tế. Winner 1/10 dọn cực kỳ lạ mắt với một hệ thống giảm sóc Piaggio. Được xem là một trong những cái món đồ chơi lựa chọn hàng đầu phân khúc con tài, thì cái chiếc Winner 10 được rất nhiều người tiêu dùng cũng ưa thích bởi nét đẹp thể thao cùng với có động cơ DOC 1/10 vô cùng đẹp, vô cùng mạnh mẽ. Không chỉ là dọn ở thể thao mà cái dòng xe này còn được nhiều anh em yêu mến và liên tục ra mắt những món đồ cực chất. Số chứng minh cái cụm thắng phanh đồ bình dầu, đây chính là những món đồ chơi xuất xứ đến từ nước Đài Loan. Ngoại hình nhỏ gọn, không phần cắt khoét như các phiên bản Rainbow, cùng với mẫu tay mức giá cũng hợp với tiền nhưng không được tích hợp khả năng chống gãy. Đó chính là nhược điểm làm hư hỏng toàn bộ phần thắng lẫn cái cụm sẽ có sự va chạm. Phần dây trước được tạo điểm nhấn bằng một cách ốp đặt cặp vào bờ cho con chiến mã thêm đẹp sang trọng. Phong cách đổ máy này cũng rất thịnh hành, ngay cả để trong những lò một sản phẩm carbon cũng rất là tốn kém một khoảng thời gian, công sức, tiền bạc. Nhìn xuống dây chân trước, chúng ta thấy ngay hình ảnh và con heo Rainbow lực của nhỏ hai biết đất xứng được làm cái mắt xin xì để tạo một cái gì đó dễ dàng khi chúng ta gắn vào quả bột xin của con Winner này. Đi cùng xung quanh đó là heo dầu cùng lọc đĩa Optimum điện quên được cái màu titan rất là ấn tượng. Thông thường thì những anh em chơi xe đều hướng tới cái dòng heo Rainbow, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cách chơi heo dầu vừa rẻ vừa bền và đẹp. Ở dụng là heo dầu của cái dòng xe tay ga của Piaggio thuộc cái lòng là hai bít đã xứng, mức giá cũng rất rẻ nhưng cái phần phát được đặt làm riêng khác hoàn toàn so với dòng heo Rainbow nên không dùng là phát chung. Cái phục quạt S bình dầu rời giúp tăng thêm sự im ái hơn cho con chiến mã này. Cái vì kích thước tuy hơi lớn nên sẽ có khả năng chống xe đắt rất tốt khi chạy độ cao. Hiện nay phải chờ Holy Bình Hải sản xuất cái dòng phục Winner cho Sonic thì hãng Rainbow quạt S đang là hai lựa chọn hướng tới nhiều nhất từ các trò chơi. Ngoài cái sản phẩm cái dàn chân Rainbow 6 cây thì ở đây chúng ta còn thấy được ống xả,
được trang bị tính từ các dòng là Suki, Raider và Taichi, có cấu tạo thoáng hơn giúp cho máy nhẹ nhàng cũng như cảm giác phấn khích hơn khi bạn cầm lái cái chiếc Winner này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này và đừng quên tiếp nhấn like, subscribe.